Thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề di trú của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã đề cử bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc về ngành di trú và quốc tịch của Mỹ trong Bộ Homeland Security, tức là Bộ Nội an. Nhân vật đặc biệt này có một cái tên là Kent Cuccinelli. Kent Cuccinelli. Ông này gốc người Ý lệ lợi, người Mỹ gốc Ý. Ông ta nguyên là giám đốc về tư pháp của tiểu bang Virginia. Rồi ông ta đã từng là nghị sĩ của tiểu bang Virginia. Ông ta là một người có một cái lập trường về chống những cái dân di cư bất hợp pháp. Ông đã từng công khai ủng hộ Tổng thống Donald Trump và chê những cái nhân vật về sở nội chính và biên phòng yếu ớt, vì những nhân vật cũ họ chỉ sợ đảng Dân Chủ, nó chốt phế, nó bắt nạt, nó lên án. Còn ông nói một câu rằng, đối với tôi không quan trọng, có thể tôi làm việc ngày hôm nay và ngày mai tôi đi về, nhưng mà những việc gì đúng là tôi làm, và không sợ bắt lòng ai cả. Mà cái đảng Dân Chủ làm những chuyện sai tôi cấm, không bao giờ cho thi hành. Ông ta là một người trẻ lắm, sinh vào ngày 30 tháng 7 năm 1968, năm nay ông ta mới có 46 tuổi. Và ông ta là một người rất nhiều kinh nghiệm về luật pháp và là về dân biểu. Ông cũng từng làm dân biểu tiểu bang, thượng nghị sĩ tiểu bang. Ông ta là một người tin vào Thiên Chúa vì ông ta là người Ý Lệ Lợi, đạo Thiên Chúa gốc. Không bao giờ cho ngừa thai, bởi vì ông lập gia đình một bà vợ và sanh được 7 cháu, trong đó có 5 cháu gái và 2 cháu trai. Ông đã từng tốt nghiệp ở đại học George Mason, là một đại học luật nổi tiếng của vùng Bắc Mỹ. Ông gặp rất nhiều chống đối của bên Dân Chủ, nhưng may Thượng viện Dân Chủ, Hạ viện không có quyền phát biểu vì phê chuẩn là do Thượng viện. Tổng thống đề cử, Thượng viện phê chuẩn, và chắc chắn ông sẽ được Thượng viện phê chuẩn vì chúng ta đang có đa số Cộng hòa. Ông Ken này có một đường lối, ông ta nói rõ ràng không chấp nhận cho những cái người di cư bất hợp pháp được lãnh tiền thất nghiệp. Từ trước đến giờ Obama cho tự do những người thất nghiệp mà đi làm bất hợp pháp, có đi làm, có đóng thuế là cho vấn đề lãnh thất nghiệp. Ông này khe khát hơn, ông bảo những người đi vào nước Mỹ mà bất hợp pháp không những không cho thất nghiệp mà còn không cho đi làm, vì đấy là một cái tình trạng ăn cướp công việc của những người hợp pháp. Công khai chống lại đảng Dân Chủ và làm cho Dân Chủ rất ghét ông ta. Trong suốt 2 năm thì những ông giám đốc về di trú khác muốn được lòng Dân Chủ cho nên siêu siêu ẩn ẩn, không dám làm mạnh tay với cái bọn di dân bất hợp pháp. Và ông còn nói một câu rằng là đối với bọn di dân bất hợp pháp này, chúng ta có một cách giải quyết hay nhất: không nuôi dưỡng, nuôi chúng nó phí cơm. Chúng nó đa số là tội phạm, đa số là những con người bất hảo của người Mỹ Tây Cơ. Nếu chúng nó là người thật thà, chúng nó phải chờ ở biên giới rồi nộp đơn xin xét để người ta check dĩ vãng, check lý lịch, rồi người ta mới nhận hồ sơ. Đằng này chúng nó phá rào, chúng nó vào, không phải một người, hai người, hàng trăm, hàng nghìn người, cho nên chúng là những con người bất hợp pháp và là những con người bất hảo. Vì thế cho nên Donald Trump nói một câu rằng là tôi cần có một ông giám đốc ở biên phòng mạnh mẽ, tôi cần có một ông giám đốc về di cư và xét những trường hợp tội phạm ở biên giới một cách đứng đắn. Và Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông rất hài lòng đối với con người của ông Ken. Và đây cũng là một sự kiện làm cho đảng Dân Chủ đau khổ. Đảng Dân Chủ không muốn có một người mạnh về vấn đề di dân, mà muốn có những cái người yếu ớt để đảng Dân Chủ làm tới. Vì đến bây giờ đảng Dân Chủ biết rằng thất bại đối với ông Donald Trump. Quý vị biết rằng là trong suốt 2 năm qua, đảng Dân Chủ ngày nào cũng ra rả trên đài nói rằng collusion, collusion. Cái thằng Adam Schiff
nó là chủ tịch của cái tình báo của Hạ viện, nó nói rằng là tôi có bằng chứng. Mà nó nói suốt 2 năm có bằng chứng, đến giờ này hỏi không có, đưa ra không có. Robert Mueller tuyên bố tổng thống vô tội thì nó bảo tôi sẽ gắng tìm lại có tội, mặc dù tôi không có bằng chứng. Quý vị thấy không, mấy cái thành dân chủ ăn nói tàn, ăn càng nói bậy. Cho nên gặp cái đối thủ là cái ông Ken này, chúng ta vỡ mặt. Rồi chúng ta qua bản tin khác nữa, đó là dân chúng Hoa Kỳ. Trong một cuộc thăm dò vừa rồi của Viện Gallup, khi họ thăm dò 1.204 dân chúng Hoa Kỳ trưởng thành, những người đang đi bầu, thì trong đó cho thấy từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, thì trong hai cuộc thăm dò 2 tuần lễ liên tục đó, thì có 44% dân chúng Mỹ đồng ý Tổng thống Donald Trump đủ tư cách để lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ. Và cái con số này trong 2 năm về trước thì chỉ được có 30%. Họ không tin tưởng vì Tổng thống mới lên cầm quyền. Nhưng bây giờ trải qua 2 năm, hơn 2 năm, thì người dân Mỹ đã thấy được tài năng đích thực lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Rồi đối với Đảng Cộng Hòa thì dĩ nhiên cùng phe, cái số người ủng hộ Tổng thống Trump đến 81%. Họ tin tưởng rằng không có ai từ trước đến giờ và từ giờ về sau có thể thay được Donald Trump để lãnh đạo nước Mỹ. Trong đó, cái số independent, độc lập, thì có vào khoảng 55%. Tuyên bố rằng chúng tôi thấy Tổng thống tiến bộ. Từ cái chỗ kinh tế đang thấp kém, 1.5, 1.8 của Obama, Tổng thống đã đưa lên đến trên 4 và 3.5. Như đệ nhất Tam Công Nguyệt năm 2019 này cũng lên đến 3.2. Và đặc biệt là cái lạm phát của nước Mỹ giờ này cũng chỉ chung quanh 1.2, 1.5. Kinh tế gia tăng, tiền gia tăng nhưng mà lại không lạm phát. Bởi vậy chúng ta có một đời sống vững vàng. Tổng thống thầu đánh thuế, tha hồ, thương chiến với tàu mà chỉ có tàu chết, còn Mỹ vẫn vững như bàn thạch. Trong khi đưa hỏi đảng Dân Chủ, chỉ dĩ nhiên là dân chủ phá hoại. Quý vị tin là bao dân chủ nó bao nhiêu? Chỉ có 13% nói rằng Donald Trump đáng làm tổng thống. Còn lại là chê Tổng thống Donald Trump dở ẹt. Họ cho rằng chỉ có Obama với Hillary mới là giỏi thôi. Thật ra giỏi làm loạn. Quý vị thấy không? Họ mất đi một cái sự trung dung, họ mất đi một cái sự khách quan trong khi nói vấn đề evaluation, lượng giá tài lãnh đạo của lãnh tụ Hoa Kỳ. Rồi một câu chuyện nữa, đó là Planned Parenthood. Cho đến bây giờ nước Mỹ vẫn ảnh hưởng cái Obamacare của Obama. Mỗi một năm những cái trung tâm phá thai hàng triệu đứa trẻ con đã bị giết, mà lại được chính phủ Mỹ trả cho $500 triệu. Vì thế cho nên nhiều tiểu bang người ta đã tỉnh táo. Người ta bảo chúng ta không thể tiếp tục giết người được. Kể từ ngày có cái luật cho phá thai 1973-74 đến bây giờ có trên 65 triệu đứa trẻ, 65 triệu vụ phá thai giết con nít. Cho nên những tiểu bang như là tiểu bang Georgia thì vừa rồi họ đã đồng thanh ra một cái luật mới là không cho phá thai bất cứ hoàn cảnh nào, mặc dầu ngay cả vấn đề bị hiếp dâm cũng không được phá thai. Thiên hạ nhao nhao lên phản đối. Con bé Alyssa Milano, nó đóng phim, nó bảo thế thì chúng ta phải phản đối bằng cách là tối quay vào tường, không cho quỷ sứ nó giày vò, vì nó không muốn người ta phá thai thì nó đừng làm bậy. Nhưng mà cái chuyện con bé nó bị cả nước Mỹ chống đối. Tiếp tục là tiểu bang Alabama vừa rồi, quý vị nhớ chứ, họ cấm phá thai và đồng thời phạt những thằng bác sĩ nào mà làm phá thai tù đến 90 năm. Quý vị thấy chưa? Những cái tên bác sĩ bất lương vì đồng tiền mà giết con nít sẽ bị tù 90 năm. Và phá thai không được để ở trong các trung tâm phá thai mà phải phá thai ở bệnh viện. Vì thế cho nên tiểu bang Missouri đến hôm thứ Sáu này, tức là ngày 31 tháng 5, đến giờ này họ vẫn chưa renew, họ vẫn chưa ra cấp phép lại cho các trung tâm phá thai.
mà hết hạn vào 12 giờ đêm ngày 31 tháng 5 này. Và từ đây đến ngày đó mà chúng nó không vận động được để cho Quốc hội thông qua cái luật phải cho chúng nó renew để tiếp tục giết trẻ con, thì bắt đầu ngày 1 tháng 6 trở đi, tiểu bang Missouri sẽ không còn một trung tâm phá thai nào cả. Và đây là một tin tốt để tiểu bang Missouri bắt đầu ngừng cái việc giết trẻ con. Đó là một bản tin hay. Và đồng thời tiết kiệm cho Mỹ một năm 500 triệu đô la, không phải giúp cho những tên bác sĩ bất lương, bất nhân, nó giết người mà nó có tiền. Nó làm giàu trên vấn đề giết trẻ con. Rồi chúng ta lại có một bản tin hay nữa. Đó là bản tin của Robert Mueller. Robert Mueller hôm qua đã có một cuộc họp báo tuyên bố: từ nay tôi xin từ chức không làm việc ở Bộ Tư pháp nữa và sẽ trở về đời sống bình thường. Và khi báo chí hỏi về vấn đề báo cáo Mueller, anh ta không trả lời. Anh ta bảo tôi không muốn trả lời tất cả các câu hỏi quý vị có, bởi vì cái câu trả lời hay nhất của tôi là cái bản phúc trình Robert Mueller dày 448 trang mà quý vị đang có ở trên Internet, cũng như là có ở Quốc hội, cũng như là có ở Bộ Tư pháp. Còn vấn đề tội phạm của Tổng thống Donald Trump thì tôi đã nói rõ. Tổng thống Donald Trump về vấn đề Nga collusion thì không có. Còn vấn đề tội phạm thứ nhì là có thể cản trở công lý thì tôi để cho Bộ Tư pháp và tôi để cho Quốc hội quyết định, bởi vì tôi không có đủ bằng chứng để kết tội Tổng thống. Đây là một cái câu chuyện mà chúng ta có thể theo dõi để mà kết tội Tổng thống hay là không. Còn riêng tôi không có ý kiến. Có sao tôi nói vậy? Và đấy là một cái sự kiện suốt 2 năm qua tôi im tiếng, và đến giờ này cũng là lần cuối cùng tôi lên tiếng, là mời quý vị đừng bao giờ đòi hỏi tôi về vấn đề phải ra Quốc hội điều trần, vì tôi chỉ có thế và tôi sẽ không nói gì hơn. Thế thì với một cái lời từ giã này, quý vị thấy Đảng Dân Chủ hết chỗ để mà kiếm chuyện Tổng thống Donald Trump. Hai điều về vấn đề chốt phế thì ngày hôm qua ông McConnell, tức là vị lãnh đạo đảng đa số ở Thượng viện, tuyên bố nếu như Pelosi mà khôn ngoan thì nên dừng ngay cái vấn đề đàn hạch và chốt phế Tổng thống. Vì nếu quý vị vẫn khùng, vẫn điên mà tiếp tục đưa ra bỏ phiếu xong rồi đưa lên Thượng viện, đầu tiên tôi bác liền ngay tại chỗ. Với tư cách chủ tịch đa số Thượng viện, tôi có quyền làm điều đó. Vì cái việc của quý vị làm nó không có một cái giá trị gì cả. Đặc biệt nếu quý vị căn cứ vào cái Robert Mueller report thì đã làm cái chuyện rùi bu. Vì Robert Mueller đã nói rõ là no collusion. Còn nếu quý vị kiếm những việc khác thì quý vị không có. Quanh đi cũng là Robert Mueller, quanh lại cũng là Mueller Robert. Tôi không làm việc nữa và tôi sẽ bác hồ sơ. Và với cái sự kiện này, Đảng Dân Chủ bây giờ bắt đầu cân. Đấy, quý vị thấy Pelosi hết lải nhải, rồi Schumer, rồi Adam Schiff, rồi Nadler, toàn những thằng điên con khùng cầm. Bởi vì bây giờ đã ra ánh sáng rồi, không còn lén phén để mà cái chuyện kiếm chuyện nói lải nhải một cách vô duyên. Và đó là một cái phúc của nước Mỹ khi có một người lãnh đạo đa số Thượng viện như McConnell. Rồi chúng ta nói xài sơ một tí nữa, ông ta bảo vệ Tổng thống là đúng chứ. Ăn cây nào rào cây đó. Vợ ông ta đang là Bộ trưởng Bộ Vận tải Giao thông của ông Donald Trump. Thế bây giờ ông ta chống Donald Trump thì vợ ông ta ra cái trò gì nữa? Có phải không? Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại để bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.